kia. Mày đi 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 đi. Ôi đù mẹ. Mình dạ đây bảo anh nó bảo không gì, vừa anh Toàn ra nhìn rồi. Vừa anh là Tuyển đi rồi, có không ai đâu. Không có gì đâu. Đi. Cái gì? Cái gì? À cái gì? Ôi đi mẹ ngất à? Ôi Toàn ra nhìn cả ngất đúng không? Cả cả em đi. Đấy, nhìn mặt lạ này gì không? Đấy, hôm nay anh em mình sẽ thực hiện một màn chôn với cả chiếc mặt lạ này. Nhưng mà mọi người biết chôn ai? Ma ấy thì chỉ có chôn nữ là cái gọi là vui nhất thôi. Chôn anh em thì tùy những cái thằng sợ ma như của mình thôi. Như ông nọ là cái bố này, à nhầm bố này nhầm. Rồi mình là một lần chẳng nhất rồi. Và đấy, thì chính nhờ cái vụ đấy nên là mình hôm nay nghĩ ra một ý tưởng là chôn em Ly xinh gái ở mình. Cái em gái mình, mọi người biết em Ly cáo. Đấy, thì chỉ mong ngất một phát để anh em mình cực khẩn. Nói chung là hôm nay phải dùng cái viên thuốc ngủ hay là cái thuốc cái gì cả đấy, hay phải thuốc tình yêu hay cái gì cả. Nói chung là hôm nay anh em sẽ dùng cái dọa ma này để dọa em ngất. Ngất xong anh em mình thịt luôn, mình nhiều luôn, sợi thao cực khẩn, sao thao cực khẩn. Tí anh em mỗi thằng phát nhá. Đấy, phát gì tí nó ngất ra thì ông phải khép vào đầu tiên. Ông nó trêu em thôi. Thì hiện tại bây giờ em Ly em đang tắm. Thì tí nữa em đâu ra đâu mà tắm đâu đâu tí nào à, tí nữa đâu ai im để cho em tắm. Thì mình đợi em tắm xong bắt đầu mình sẽ rủ em ý là đi thăm à, đi khám phá ngôi nhà ma nhà hoang xem em dám đi không. Đấy thì hiện tại là bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi. Đấy hơn 12 giờ đêm rồi cho mọi người nhìn khó lắm. Đấy, thì anh YouTube từ nãy giờ hỏi mặt hốt mỏi. Thế mà với bà ấy tắm đêm người không sợ gì. Nhưng mà may là ngoài cái điện. Đấy thì đợi em ra rồi mình sẽ rủ em đi khám phá ngôi nhà ma nhá. Anh thấy tí gì cho anh tắm xong rồi. Nhanh đi ơi. Dạ. Rồi anh bảo. Cái gì? Đây. Ngồi đây anh bảo. Hello. Hello. Bây giờ nhá, anh có một thử thách này cho tem mình, em có dám thực hiện không? Đấy, có. Em biết thử thách gì không mà đã nhận rồi? Không. Còn anh dạng lắm. Thôi rồi, vào thẳng vấn đề chính luôn. Là hôm nay là bây giờ hơn 12 giờ rồi. Thì tem mình là muốn thử thách là đi khám phá ngôi nhà ma, mày dám đi không? Mày muốn thử cảm giác mạnh không? Em ngất đi thì sao? Hả? Em ngất đi thì sao? Chắc gì thì không ma. Em ngất đi thì sao? Em ngất đi thì sao? Này, ngất đi thì sao? Hai của anh là bố của anh cứ hai trên cho mảnh giữa, hai người đi trước hai người đi sau đi đâu đi đâu đi đâu vào nhà ma. Anh em mình sẽ đi vào nhà ma thôi. Anh phải đây tỏ sát tỏ sát sợ đấy. Nói chung là em dám đi, nếu em đi dám đi cùng anh đi sau phát là mai anh đưa em đi chơi kiểu em muốn đi mua áo mình nhận đi ăn nhá. Hả? Nhưng mà anh đi cùng có được đi im không? Tí nữa đi về, bây giờ tí nữa về đi đưa. Nói chung là đi đến nơi cũng được đòi về nhá. Ok. Đấy ok, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi khám phá ngôi nhà ma nhá. Let's go. Ok anh em nhá. Thôi lên một chút anh em nhá. Thôi lên một chút anh em ơi. Mặt tôi cũng phải cắm từ đầu rồi đấy. Cố cả. Đấy ok mọi người. Thì hiện tại trong này ngôi nhà ma anh em đã đến ạ. Ngôi nhà hoang, anh nhầm không sợ, không sợ. Ngôi nhà hoang đấy, nhìn mặt em ấy chưa gì đã nghề rồi, có dám đi nữa không? Đến đây có dám đi không? Bây giờ cứ muốn về cũng không được đâu, có dám đi không? Mà đưa chơi nhá. Ở đi cứ đi vào thôi. Đi quẩy thôi. Mày ra bên kia, đi chơi đi. Đấy bạn. À, máu nhiều thế nhỉ. Ui, sợ lắm. Kẹt khéo à, anh em đái vãi lên. Em sợ lắm. Đâu phải đái vãi. Đấy em đi. Bánh xung quanh nó đái nhá. Đi gì cơ? Đái vãi. Đi à? Đi, đái đi. Còn tí thì điện thì sợ. Nào ra đây đái, anh em đái chung. Quả. Đá đi ô không đá à? Ngại ngùng gì? Đi ngại ngùng gì đá đi em. Mày xem anh đá đâu rồi mày đá anh lại xem lại có gì đâu. Để tiện. Mày cười cái gì? Nó nhỏ nó nhỏ không? Đá hết vào tay rồi. Đi sao ấy? Sao mặt nghề đấy? Sợ? Đi sợ gì bây giờ mình dám đi bây giờ? Đi anh sẽ review ngôi nhà hoang này cho mày xem. Có gì anh kể cho, có gì anh chỉ anh kể cho. Đi đi đi.
phải sợ, có anh đây mày không phải sợ đâu. Tiến đây. Hả? Đi trước em. Sợ sao trước mày trước đi, tao mày sao đi tao, trước tao, tao sao tao bảo kê sao mày điên. Tao không sợ ma tao mới đi sau rồi tao bảo kê cho em ý. Tao sợ ma tao phải đi sau. Này này điêu điêu em điêu không phải sợ. Em đi trước cho anh. Sợ gì điêu. Anh đi trước đi. Đi anh sợ. À không anh không sợ. Đây này mày vẫn áo bảnh vụn này chưa. À có gì đâu má mày mày. Có gì đâu má mày. Nói mà vặn mày. Ơ vặn mày trước mày. Mày bậy lại. Bậy. Quang này. Bậy à. Anh Quang ơi. Quang đâu. Nơi nào anh ơi. Vào đi anh ơi. Quang ơi. Quang rồi. Đẹp sợ lắm. Đen đâu xoay anh ơi. Ai sợ rồi. À, mặt gồng gồng suốt từ đầu khi đéo em này. Không không phải không phải lo không phải sợ gì cả, bọn anh trước ở đây quen đấy nào, không phải lo anh nhá. Đi anh đi đi ba 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 mày này 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 anh chiêu không có gì không gì anh chiêu bao giờ mày sợ mày cứ na thẳng anh mày ôm anh một phát là được không mày lo đâu nhắc 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 đâu 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 cứ sợ phát là ôm anh thương nhé là được nhé chào bác ơi bác ngoài ta thấy hai cái mắt đùa mày sợ gì. Ô mình đã sợ rồi. Muốn đi về. Về á? Về là về thế nào phải không? Mình đã đến đây rồi, bây giờ mình nói chung nhiệm vụ của tem mình hôm nay đến đây là phải khám phá, không được về phải không? Ui, sợ cái gì? Anh chưa mà? Anh chưa bắn? Có mày sợ cái con này mày? Mày em anh mày sợ đấy. Bây giờ mày có muốn là vào ngôi nhà đi chơi không? Hả? Vào đây chơi cho mát phải không? Bây giờ mình giáo, mày tin hai bọn anh dám đi ra đầu này cho mày xem không? Anh ra trước rồi đến là mày nhá. Bây giờ hai bạn đi trước cho mày rồi mày dám sao? Không, hôm nay mua quà cho nhá. Đi đi không phải sợ. Mày mẹ chân mày em để bảy mày phải can đảm chứ. Chân tay mày cứ run run làm anh sợ theo ấy. Thằng ơi, cứ dùng gió cho quả chút trời héo. Tự nhiên đèn nó cũng chập chập làm sao ấy. Anh đi đừng anh mình ấy. Anh tin em này. Anh tin em. Mày đi 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 đi. Ôi đù mê. Đù mê. Mà mày cứ đi trước đi. Anh cứ đi đi. Mình cứ mày cứ đi ra anh chưa tỉnh đẻ. Đấy, đấy bên khỏe, đi dám điêu. Hả? Sợ gì? Mày cứ đi mạnh dạn lên. Mày nét em quay mạnh dạn chứ. Mày khóc đi xuống này. Mày lên kia đừng khóc. Nhéo miệng đây đi. Mày biết 12 giờ là mẹ tiếng khóc mẹ người ta ra quánh cho bỏ mẹ từ ma đấy. Đấy, đi ra xem mày khóc cái gì không? Cứ đi đi. Anh ngồi anh chịu kiện sợ gì? Mày sao mày yếu đuối vậy? Con này mày em anh phải mạnh mẽ hiểu không? Ui ra thẳng nhanh. Mày đi đi. Mạnh dạn lên. Em phải cái mạnh dạn lên. Bảo anh đã bảo không gì vừa anh toàn ra nhìn rồi. Vừa anh được tuyển đi rồi có không có gì đâu. Đi. Đấy anh bảo không gì nữa chứ. Mày hoa mắt rồi. Bình tĩnh nghe anh nói là sao? Em vừa thấy gì? Không biết. Không phải đâu, chắc là cho tưởng tượng ra em phải nhìn lại một phát nữa xem nào.
không còn có gì luôn. Làm gì có gì mày cứ làm bọn anh sợ nhỉ? Bọn anh đứng đây có thấy anh không? Anh vừa ra nhìn làm gì có gì đâu. Bây giờ mày thử nhìn lại, mày dãn ra nhìn nào. Bọn anh đứng từ đây đây làm gì có ai đâu, mày cứ chưa gì đã ngất rồi đấy. Ra xem nào. Mày hoa mắt chóng mặt à? Này, hoa mắt trong mặt đau đầu uống Panadol đi cha nhá. Đúng. Cười cứ lên, đi tiếp hơn nữa. Đi đủ 10 vòng rồi về nhá. Đúng rồi, cố lên, cha vô. Ấy, em cứ mày dạng đi, mày dạng đi phân nữa. Anh vừa nhìn rồi. Ôi, đi về, đồ đồ bé. Tôi chạy về. Chưa lại Quang, anh Quang. Ra đi, Quang ơi. Quang ơi, Quang ơi. Chúng mày thì phải chơi dại với đồ. Kêu là anh, cắm đầu mày áo rồi thì cứ là. Nó pin thẳng mặt à? Dọa ba con lì có lẽ sợ nó tắt cả mặt nó chạy rồi. Nó đâu rồi? Nó chạy rồi anh ạ. Anh nhưng mà nhưng con này là nó đánh đá cái em được trước, trước anh em là ngất ra, con này nó dám đánh được cả anh mình mà nó chạy là con này giỏi đấy. Cơ mẹ tan nát đi cắm đầu không cười thì chết rồi. Nhiều đợt trước em ngất em rồi, em ngất ra đây. Chết rồi, nó chạy về nó chạy về xem nó nào. Chết rồi, chạy về đuổi nó nhanh không biết theo. Nhanh mọi người, giờ về nhà thì không biết nó đổ đi vào xem nó như nào và ảnh ảnh nhá. Ly ơi không phải anh, ý tưởng này do anh Quang anh dọa nhá, không phải anh đâu. Mày, anh diễn viên thuê là chúng tôi. Tại anh Quang anh bảo là làm nào cho em ngất đi xong anh em mình làm cái thảo pháp là anh Quang đấy. Không phải anh Quang, chửi. Mày đúng mày đua lắm rồi này. Anh mà dọa mày nhanh nữa. Cả anh Sơn này, cả anh Sơn. Chết thì cũng không lại, không bỏ Tuyền nó bày đầu, tiếp nhau. Sơn, Quang, Tuyền nó bày thôi. Này, Quang, mày tin anh trai, tin người ngoài hả? Nhất là thằng Tuyền đấy. Anh bậy. Này, anh thề, anh hứa, anh bảo đảm. Anh thề luôn đấy. Nói thật còn nếu mà anh mày đánh anh, mày ai mai ai đưa mày đi chơi. Ông Quang, ông bài đầu, ông thích dọa mà ông. Ê, các mọi người, anh em mình hôm nay làm phát thử thách chôn lại cái màn như lọ này. Mình cứ ngất đấy. Như em mình nó còn mạnh mẽ luôn, giá tắt lại vì hôm trước hôm nọ là mình là bị chôn bị dọa ma nên mình ngất nên mình không biết cảm giác mình như là nên nói là bây giờ nhá mình biết có một cái ngôi nhà đấy rồi nên mình cứ em nào đến là mình nôi sang nhà ma chơi tiếp, cứ dọa chết cho các em, cho em sợ luôn sao không đến luôn đấy. Ở đây chúng còn bây giờ thì đụng má, bây giờ còn đụng má thôi. Hôm trước clip anh em mình chỉ đến đây thôi, nếu anh em nào mà thấy video của anh em mình hay bấm like share đăng ký kênh cho tất cả anh em mình nhá, thành viên của mình nhá. Đây là anh thay chân nhá, đọc tên kênh cho nó nghe này. Kênh của tôi là Bùi Hồng Sơn nhá. Ly cáo nhá, tôi là con Ly nhá. Em của Ly cũng mới là một kênh là Ly cáo nhá, có cái thằng quay phim là
Nguyễn Văn Cảnh mọi người nhá, link kênh mình Cảnh Nguyễn. À, Cảnh Nguyễn nhà mày. Cảnh Nguyễn. Nói chung mình xin lỗi thì nói chung link kênh của tất cả thành viên mình có để phần bên dưới. Mọi người muốn xem các thành viên nào hay ủng hộ các thành viên nào cứ đăng ký kênh ủng hộ mọi người nhá. Đây còn bây giờ tôi lúc tại cho cả nhá. Tôi cũng tên cả nghe. Tôi Ngọc Sơn xin chào tất cả nhá. Tôi con Minh chào tất cả nhá. Thằng anh Phim chào tất cả anh em.